Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tính, đó là tính trừu tượng. Thì tính trừu tượng là như thế nào? Mình lấy ví dụ một người thì sẽ có tên, tuổi và nghề nghiệp. Thì ba cái này sẽ là ba cái trừu tượng. Mình sẽ không thể nào biết được tên, tuổi, nghề nghiệp của họ là gì. Mình chỉ biết chắc chắn là con người thì ai cũng sẽ có tên, có tuổi và nghề nghiệp. Thì ba cái này là ba cái trừu tượng. Thì sau đây mình sẽ làm demo cho các bạn xem để hiểu rõ hơn nhé. Một lớp được gọi là một lớp trừu tượng thì mình phải khai báo cái từ khóa abstract đằng trước cho nó. Đây mình lấy tên một con người đi. Con người thì gồm có những cái thuộc tính trừu tượng nào? Tên này, tên tuổi nghề nghiệp đúng không? Tuổi, tuổi sinh nhật IMT đi. Nghề nghiệp. Công việc tưởng đấy một nhà hợp lý hơn người nhà thật sinh tên tuổi nghề nghiệp đây là ba cái thằng trừu tượng nhé. Trong lớp con người thì ai cũng có tên, có tuổi, có nghề nghiệp thì mình sẽ không biết là gì đúng không. Mình chỉ biết là chắc chắn một con người sẽ có ba cái này. Thì sau đây mình sẽ nói lớp ví dụ là lớp người số 1 sẽ kế thừa cái lớp trừu tượng này, con người này. Đấy. Tại sao nó làm màu đỏ thì mình sẽ ấn Alt Enter nhé. Thì nó sẽ implement ba cái thằng này ở lớp trừu tượng cho mình. Ok. Override ở đây có nghĩa là ghi đè lên những phân tích trừu tượng này, tên, tuổi và nghề nghiệp. Tên này. Tuổi. Nghiệp. Mình sẽ in ra như thế này cho dễ hơn này. Abstract là tên mình sẽ implement lại ba cái công thức nhé. Đó. Tên tử của mình nhé.
virus chuyên ra các bạn tên tên bây giờ mình sẽ tạo ra một cái class thứ hai là người thứ hai đi, mình copy nguyên lại giống nhau thôi mà, người số 2 nhé. Đó, bây giờ mình sẽ gọi nó ra. Người số 1 mình chuyển vào đây ba con số tên 2 30 tuổi, nghề nghiệp là bác sĩ. Người thứ hai nhé, người số 2 này, Bình, 50 tuổi, có nước. Bây giờ mình sẽ chạy cho các bạn xem nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Tên An tuổi 30 nghề nghiệp bác sĩ này. Tên Bình tuổi 20 thợ sửa ống nước này. Thì ở cái lớp con người này, còn vì có từ khóa abstract nên là đây là một cái lớp chủ tượng và ba cái thuộc tính tên tuổi nghề nghiệp có từ khóa trên lần trước thì ba cái thuộc tính này là ba thuộc tính trừu tượng. Khi một cái lớp khác con ấy con gọi cái thằng lớp cha trừu tượng này thì có nghĩa là lớp con nó sẽ kế thừa ba cái phương thức trừu tượng, có thể luôn ba cái phương thức trừu tượng của lớp cha, mà vì là phương thức trừu tượng nên phải sử dụng từ khóa override để ghi đè lên phương thức trừu tượng. Override tên này, override tuổi, override nghề nghiệp này, tương đương với ba cái abstract này. Thì sau khi kế thừa xong thì các bạn chỉ cần in ra thôi, nhập tên và tuổi vào. Khi mà mình sử dụng phương thức trừu tượng thì mình sẽ không phải viết lại những cái trường như thế này nữa. Bây giờ mình sẽ tạo ra 10 lớp, 10 tương đương với 10 người ấy. Thì mình cũng chỉ cần gọi alt enter thì nó sẽ tự implement các phương thức lên cho mình sẽ không cần phải gõ bằng tay nữa hay copy nữa thì nó mất thời gian. Thì đấy là cái hay của thằng trừu tượng.